loại xà xim mới các bạn. Chất ca cũ thì năm nay rất là mạnh các bạn. Hai loại đang so kè về tranh giải ba tư rồi. Cố lên, chất ca cũ và xà xim mới. Giải ba đây. Cố lên. Hai đội đang so kè rất là quyết liệt các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Hai đội rất là quyết liệt các bạn. Tài xem cũ đã giữ vững vị trí vào vòng chung kết nha. Giữa trận đấu xà xim cũ và phai tà tinh các bạn, giải đấu phải nói là rất là cực kỳ hấp dẫn các bạn. Trọng tài phải coi đi coi lại rất là nhiều lần giữa các đội ghe. Cái chiếc camera đã ghi lại những cái khoảnh khắc nói chung là ngạt thở các bạn. Ba đã xuất phát với xà xim mới phía bên đường đua bên trái, tức là đường đua số 2, chỉ gặp chất kha cũ bên phải rồi, tức là đường đua số 1. Tài xim mới sẽ gặp chất kha cũ nha các bạn, ở giải tranh ba tư nha. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem trận ba tư và trận chung kết nha các bạn. Rồi mình thấy tín hiệu của Trọng Long đang tiến hành bơi xuống từ vạch xuất phát các bạn. Mình sẽ nhìn thấy đội của chất ca cũ trước nha. Chất ca cũ và xà xim mới các bạn. Chất ca cũ thì năm nay rất là mạnh các bạn. Hai đội đang so kè về tranh giải ba tư các bạn. Cố lên, chất ca cũ và xà xim mới. Giải ba đây. Cố lên. Hai đội đang so kè rất là quyết liệt các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Hai đội rất là quyết liệt các bạn. Cố lên, cố lên. Chất ca cũ và xà xim mới. ยังไหวได้เลยบาเซมไหวได้ยกเลยตะบวยเป้นะครับยังจำเคยท้าแต่เตรียมไปแต่มันปาร์ตวันเลยปีก็ปัดเป็นแต่เป็นนี่รางวัลเลยไปแต่เราจะกว่าก็บางตัวเยอะก็บาง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 เราจะกว่าก็บางตัวเ
của ban tổ chức các bạn. Mình sẽ như là vậy ba. Theo tầm mắt thường cũng xác định, nhưng hãy chờ đợi, chờ đợi camera xác định cụ thể hơn. Bạn đi chụp sửa bàn lên bàn thờ. Rồi mình sẽ đón xem trận chung kết các bạn. Mỗi đội phải vượt qua 19 đội mới vào được trận chung kết nha các bạn. Tổng cộng là có 40 đội nhưng mà mỗi đội phải vượt 19 đội các bạn. Hai đội kia rất là mạnh để được vào trận chung kết nha. Hai đội sẽ tranh một chiếc cúp tại chùa Rôn Dôn các bạn. Mở rộng thành phố Rạch Giá các bạn. Số 21 bên trái và cờ kim cũ và 27 bên phải đã xuất phát tranh giải nhất. Thôi mình xem giải tranh chung kết tranh chiếc cúp chùa Hương Thôn Dương mở rộng lần thứ rồi mình chờ xem trận chung kết nha các bạn. Xà xiêm cũ và phai tà tinh, mình nhận được tín hiệu ở trên vạch xuất phát đã cho xuất phát hai đội ghe so kè với nhau các bạn.
Đây mình sẽ vô lại cho các bạn cùng xem nha. Trận chung kết sẽ như thế nào nha các bạn. Mình thấy bóng dáng của mấy anh đôi tài tinh các bạn. Đây, đây Tà Tinh và Trà Xim. Trà Xim cũ có giữ vững chức vô địch năm 2020. Hai đội đều áo màu vàng các bạn ơi. Hai đội đều áo màu vàng các bạn ơi. Trà Xim cũ và phải Tà Tinh. Có vẻ như chiếc xe của mấy anh của mộng đã nhận nhau các bạn. Thành phố đã mở rộng tranh cúp chùa Thôn Dôm lần thứ hai năm 2024 các bạn. Giải tư thuộc về chùa Chắc Tha Cũ, giải ba mươi thuộc về Xã Xim Mới, giải nhì thuộc về chùa Phai Tà Tinh và giải nhất thuộc về chùa Xà Xim Cũ nha các bạn. Và Xà Xim Cũ đã dựng dựng 25 năm liền chiến cúp tại chùa Thôn Dôm mở rộng nha các bạn. Là mang đồ bắt tay giúp đỡ vô giao về giúp quá vui và cái đồng ý các bạn ủng hộ chúng ta những cái trận chung kết mà thành công tốt đẹp qua đường chung kết. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nha. Đã ngày 20 mình sẽ di chuyển qua bên khán đài để chia sẻ một số hình ảnh mà các đội ra dẫn lãnh cúp nha các bạn. Nhận giải đua ghe ngò tại thành phố đã mở rộng tranh cúp chùa Thôn Dôm lần thứ hai năm 2024 các bạn. Giải tư thuộc về chùa Chắc Tha Cũ, giải ba mươi thuộc về Xã Xim Mới, giải nhì thuộc về chùa Phai Tà Tinh và giải nhất thuộc về chùa Xà Xim Cũ nha các bạn. Và Xà Xim Cũ đã dựng dựng 25 năm liền chiến cúp tại chùa Thôn Dôm mở rộng nha các bạn. Là mang đồ bắt tay giúp đỡ vô giao về giúp quá vui và cái đồng ý các bạn ủng hộ chúng ta những cái trận chung kết mà thành công tốt đẹp qua đường chung kết. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nha. Đã ngày 20 mình sẽ di chuyển qua bên khán đài để chia sẻ một số hình ảnh mà các đội ra dẫn lãnh cúp nha các bạn. Nhận giải đây là một số hình ảnh của bà con mình đi xem giải đua ghe ngò tại Thôn Dôm ra về nha cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui nha. Chỗ này là các đội ghe mình lên nhận giải nha các bạn. Rồi chỗ ban tổ chức. Chắc Tha Cũ, Phai Tà Tinh, Xà Xim Cũ và Xà Xim Mới các bạn. Nhất thì bà Tư nha. Cái hình ảnh rất là đẹp tại chùa Thôn Dôm buổi chiều ngày hôm nay. Thank you.
loại sim cũ nha. Chút xíu nữa sẽ được mấy anh người mẫu sẽ cho giải cho mấy anh ở